thành Cao Thủ, đây là dàn xe VinFast Fadin sẵn xe giao ngay màu trắng tinh khôi, Fadin bản tiêu chuẩn và Fadin bản nâng cao. Đang có sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em, nơi mà em Thành Cao Thủ đang làm việc. Thế thì những chiếc xe Fadin này đang có mức giá lăn bánh tại khu vực biển tỉnh, bản tiêu chuẩn là 400 triệu đồng, bản nâng cao là 430 triệu đồng. Trả góp chúng ta chuẩn bị trả trước cho em khoảng tầm 120 triệu đồng là bê xe về rồi. Một mức giá cực kỳ là hợp lý. Trả góp chi tiết hàng tháng, các bác muốn quan tâm thì hãy liên hệ ngay với em Thành Cao Thủ theo cái số hotline là 0979188958 để em Thành Cao Thủ hỗ trợ tư vấn cho nó cụ thể rõ ràng hơn cho các bác. Em Thành Cao Thủ hỗ trợ vận chuyển xe, giao xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc các bác nhé. Và hiện tại trong chương trình tháng 10 này thì VinFast Fadin em Thành Cao Thủ đang được ưu đãi thêm cho khách hàng một cái gói dán phim cách nhiệt trị giá 7 triệu bảo hành 15 cho các bác nhá. Đấy, cực kỳ là hấp dẫn rồi. Đây, các bác nhìn dàn xe Fadin màu trắng tinh khôi đang có sẵn xe giao ngay tại VinFast Hải Dương chúng em đây ạ. Các bác nào lỡ yêu cái dòng xe phân khúc hàng A của VinFast thì hãy nhanh tay nhanh chân book máy gọi ngay cho em Thành Cao Thủ theo cái số 0979188958. Fadin với ưu điểm vượt trội sử dụng hộp số CVT vô cấp, động cơ 1.4 vô cùng là khỏe khoắn. Đấy, thiết kế thể thao đa dụng. Đây các bác nhìn nhá, có giá lóc ở bên trên, rất là phù hợp cho những ai mà muốn chở đồ, nhiều đồ hơn trong cái chuyến đi du lịch của nhà mình. Đấy, em này thì trọng lượng của nó lên đến gần 1 tấn, 993 kg, nên là tôn vỏ rất là dày dặn, khung gầm vô cùng là chắc chắn, cách âm cực tốt. Nếu mà đi cao tốc các bác có thể bắn 180 thoải mái luôn, 180 km/h các bác nhá, thoải mái luôn ạ, không lo vấn đề gì luôn. Em này trang bị hệ thống chống lật rôm, hệ thống cân bằng phanh điện tử ABS, hệ thống cân bằng hỗ trợ khởi hành ngang dốc HDD. Đây, nội thất đây ạ. Bên trong nội thất thì trang bị là ghế da đục lỗ nha các bác nhá, không bị bí hơi ở lưng này. Đấy, rất là thích. Thiết kế rất là nhỏ gọn. Đây, nhỏ gọn và đa dụng, luồn lách ngõ ngách nào cũng chơi được hết, kể cả ngõ ngách ở trên Hà Nội luôn cũng vẫn đi vào thoải mái các bác nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu quan tâm đến những chiếc VinFast Fadin này thì hãy nhanh tay nhanh chân gọi ngay cho em Thành Cao Thủ theo cái số 0979188958 để sở hữu những siêu phẩm cuối cùng của dòng xe VinFast Fadin. Yeah, còn bây giờ em xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Thành Cao Thủ ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.